Duy xin chào ông bà cô chú anh chị. Sáng nay thì hai chị em của Duy á, đi lên trên đồi để chặt một ít tre về làm hàng rào. Mấy hôm trước á, là tính chặt chút nhưng mà thấy chút cái cây nó cũng cong cong nhỏ nhỏ không à, nên là không có chặt chút. Bà nội nói ở phía sau nhà của dân xanh á, có tre nó thẳng lắm, chặt cái đó về làm hàng rào thì nó sẽ đẹp hơn. Nên là sáng nay hai chị em của Duy lên trên đây chặt mấy cây nè, về làm hàng rào nhỏ nhỏ để ngăn ra cô chú, một bên trồng rau, một bên trồng bông á, để quay video lên cho nó đẹp. Bây giờ hai chị em của Duy lên đây đốn có chừng 4-5 cây vậy đó. Bây giờ ở trên đây nè cô chú, nhiều dữ lắm luôn. Ở phía bên đây thì là của bà bác quét cát, còn ở phía trước kia là của chị dâu, nên là hai chị em Di đốn ở phía trước kia. Chào bà cô chú, thì nãy giờ con lên đội con đốn được 4 cây tre cô chú, đốn tre để làm hàng rào á. Bây giờ con đốt cây một cây này nữa để về làm treo cái đèn lên cho nó sáng, này thả nó xuống. Nó bọng á nên là dễ chặt lắm rồi chứ. Chặt xong hai chị em kéo về. Kéo thẳng lên đây luôn tầng. Cái này xuông đẹp ha. Cái này nữa gắn đèn lên cái nữa là đẹp. Còn mấy cây bự kia chẻ ra để làm hàng rào. Coi trên mạng cách làm hàng rào của chú, về lát con chỉ cần tuốt ra, cưa ra từng khúc như nào, rồi về xong cái đóng xuống là thành cái hàng rào nhỏ khoảng tới đây vậy. Cái này để làm cây treo đèn lên. Tại vì cái nhà bếp của cô chú mấy bữa nay thì ông nội cũng bận đi xới cỏ bên cái kỹ chậu phòng nên là không có mua đồ cho thợ lại sơn và lót gạch ở phía bên trong được. Đó là hai chị em của Di bây giờ làm trước cái gãy ở phía trước, cái vườn rau phía trước đó, làm xong hết cái vài bữa nữa ông nội xới cỏ xong rồi cái thợ lại làm. Cái lúc đó là vừa xong nhà bếp vừa xong cái vườn rau phía trước luôn. Thảy xuống chỗ đó rồi ra đường lộ lớn thì kéo về nhà. Đem về cái tầng cưa ra rồi chẻ ra mấy miếng nhỏ 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 rồi thống cái hàng rào khúc khúc gì nè cô chú.
rồi để làm một hàng dài để bên trồng rau bên trồng bông á, làm được khúc rồi cưa làm tiếp. Ở trong nó bọng luôn hả ta? Dễ thương. Hết nhiêu đây là đủ rồi. Làm xong tới chiều kia đem ra ở phía trước đó gào lại. Hồi sáng đốn được một cây bự, còn mấy cây kia nhỏ nhỏ. Cái cây bự ở trong nó bọng lỏng như luôn nè chú. Đã ghê luôn. Cái này tính làm ly á, làm ly đựng nước uống, nhưng mà cái chỗ này nè nó mỏng lét à, mạnh lên là nó sẽ bị thủng, nó mỏng, có bao nhiêu đây thôi. Cái này giờ chỉ trẻ nhỏ nhỏ ra, nhỏ ra gì rồi đóng đinh vô. Bảo đèn sáng được, bỏ quên cái gì tới phù, cái này cho tâm làm cho sáng lên. Bỏ công ra đi đốn rồi làm ngày khỏi tốn tiền, giờ đem đi ra ngoài kia kim xuống giờ đi học về cậu Út rước về. Học em ơi, nó được nghỉ vậy? Hàng rào. Hàng rào mẹ sao để đây? Hồi đem ra ngoài. Hồi đem ra ngoài rào lại cho đẹp. Ha. Đem cặp vô nhà đi.
Làm xong còn dư ra tre nữa. Còn dư thêm mấy cây nữa. Ông bà tôi chưa ở trong thi học về nè. Ra ăn bận nè. Nhiều quá. Món màu gì? Màu xanh. Vị đó là sao? Chua chua nhỏ nhỏ. Không còn vị nào khác thôi. Cứ chua chua ngọt ngọt. Cứ chua ngọt ngọt. Ăn hết rồi đi lên chở mẹ lấy nữa cho. Còn nhiều lắm. Hôm nay cúp điện nguyên ngày luôn cô chú. Sửa đường dây điện cúp từ sáng tới giờ này chưa có điện nữa.
chưa có nữa tới hù à. Rồi chưa gì có khìa thịt á. Giờ mới nướng lại với mì cho nó nóng nóng. Thì bỏ thịt, bỏ dưa leo, rồi dưa chua vô. Rồi ăn với mì. Ông bà nội không có ăn gạo, nên là chỉ bỏ có miếng dưa leo với bỏ một cọng ngò gí bỏ vô đây vậy thôi. Chan nước. Em bảo. Học can chứ à? Nó sợ lắm. Đổ đèn can chứ à? Vì mình xưa quạng chứ là y bay xe là bào. Ăn bánh mì này uống ly nước nó nở ra cái no luôn. Chị đang chỉ tiền lấy đi à? Chắc bỏ tiền lại như này. Y then à? Rô à? Là tới 8 giờ mới có điện coi chú ơi. Sốt cà chua. Chị dâu ở sớm cho bánh bò. Bánh bò hấp mè nè. Sợi đang ăn bánh mì vậy. Ăn cũng như bánh bò bánh mình vậy thôi chứ. Phụ sư. 8 giờ có điện. Từ sáng tới giờ sửa điện mà, hồi sáng một xe tải vô chạy hết đường này nè cô chú, sửa đường dây từ đây vô trong kia luôn. Giờ này mà anh còn chạy xe đi qua bên kia để nhổ rau nữa đó cô chú. Anh này xiên dữ lắm luôn á, 70 tuổi rồi mà làm việc suốt ngày luôn, hết làm này làm kia, làm từ sáng tới chiều tối. Có điện rồi đó coi chú, mới vừa có điện. Có điện rồi. Tại vì bữa nay mấy chú thợ sửa điện nên là cúp điện, không có điện. Sửa xong rồi bây giờ có điện rồi đó. Mẹ đi rồi. Thôi xời, còn học thêm một ngày nữa được nghỉ thứ bảy chủ nhật rồi. Giỏi thôi, bà giờ bà cười á. Thì con học giỏi ba vui ba cười. Học giỏi để làm gì sao biết không? Học giỏi để sau này đi làm. Đi làm kiếm tiền. Mua đồ ăn cho ba. Giỏi vậy. Mua quà cho ba. Có cho mẹ không? Dạ mua. Rồi cho ai nữa? Dạ út mẹ cho đâu, để cho bà nội nhớ, cho ông nội nhớ. Cho nhóc cho anh tiền đâu, mua gì vậy? Đồng đi làm là phải học giỏi nghe chưa?